Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nhiều điểm đặc biệt. Chính vì dấu ấn đặc biệt của Đại hội 13 nên các đại biểu dự đại hội đều rất phấn khởi, tự hào và đặt nhiều kỳ vọng lớn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đó là đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay với nhiều thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội 12. Nhưng trên nền tảng thể và lực mới đó cũng đặt ra cho Đại hội 13 những trọng trách đặc biệt quan trọng. Kỳ vọng rất là nhiều vào đại hội để làm sao và đại hội lần này sẽ đại biểu sẽ thảo luận đưa ra nhiều quyết sách quan trọng cho đất nước để phát triển đất nước chúng ta trong 20 năm tới. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất của đại biểu, cá nhân tôi cũng sẽ nỗ lực cố gắng để tham gia đóng góp vào văn kiện đại hội cũng như là các nội dung của đại hội đề ra. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng có số lượng đại biểu tham dự đông nhất trong 13 kỳ đại hội Đảng toàn quốc. 1.587 đại biểu đáp ứng đầy đủ những quy định về tiêu chuẩn đại biểu dự đại hội 13, đó là có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín và sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của đại biểu. Tất cả các đại biểu đều đánh giá công tác chuẩn bị đại hội đã được tiến hành chu đáo. Qua tiếp cận các cái văn kiện cũng như là tất cả các cái khâu để chuẩn bị cho đại hội thì tôi đánh giá đại hội lần này, xin lỗi là không dám so sánh, mà tôi đánh giá đại hội lần này chuẩn bị rất là chu đáo, rất là chặt chẽ, rất là kỹ lưỡng. Tôi tin là đại hội lần này sẽ thành công tốt đẹp ạ. Vinh dự tự hào là đại biểu đi dự đại hội, các đại biểu cũng đã chuẩn bị tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy tất cả trí tuệ và tâm huyết để tham gia tích cực nhất những nội dung được xem xét tại đại hội. Đoàn đại biểu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tham dự đại hội đảng lần này với một cái trách nhiệm hết sức là cao. Thứ nhất đó là đại diện cho đảng bộ, đại diện cho tất cả các tầng lớp nhân dân của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mục tiêu đó là đoàn đại biểu Bà Rịa Vũng Tàu sẽ cố gắng phấn đấu đến mức cao nhất để thể hiện những cái sự tận tâm của mình, cái trách nhiệm của mình đối với tới cái đại hội. Có thể tham gia vào tất cả nghị sự, các chương trình nghị sự của đại hội sao cho thể hiện một cái sự trí tuệ nhất, một cái sự tâm huyết nhất, và quan trọng nhất đó là đoàn đại biểu Bà Rịa Vũng Tàu gửi gắm đến với đại hội những cái nguyện vọng của tầng lớp nhân dân và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sự kỳ vọng, sự phát triển của đất nước nói chung và trong đó có tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng đóng góp những cái trí tuệ, những cái kinh nghiệm ở cơ sở đối với văn kiện để giúp hoàn thiện văn kiện của đảng được chỉnh chu và đầy đủ và hoàn chỉnh để sau này triển khai đầy đủ nghị quyết ra ngoài đảng viên và nhân dân. Thành quả lớn nhất của nhiệm kỳ Đại hội 12 chính là củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Niềm tin của nhân dân cũng chính là sức mạnh của Đảng, và các đại biểu dự Đại hội 13 đang tiếp tục nhân lên niềm tin ấy, cùng làm cho Đại hội 13 với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển sẽ thành công rực rỡ.